Mỗi Lâm xin kính chào quý vị khán giả SBTN. Anh em chúng tôi đang có mặt tại chùa Đạo Tâm, thành phố New Braunfels, Texas, một ngôi chùa rất là khang trang và trọng đại. Hôm nay là lễ khánh thành của chùa. Chúng tôi xin mời quý vị khán giả vào bên trong để gặp thầy trụ trì cùng quý Phật tử. Kính thưa quý vị khán giả, đứng cạnh tôi là Thượng tọa Thích Tâm Đạo, trụ trì chùa Đạo Tâm. Dạ, con kính chào thầy. Con biết hôm nay là thầy tổ chức lễ khánh thành chùa. Xin thầy cho quý vị khán giả biết về tiểu sử của chùa và những cái khó khăn mà thầy đã gặp phải trong khi xây dựng một cái chùa khang trang như thế này. Lời đầu tiên thì kính chào quý khán giả đài SBTN. Thì về lịch sử cái ngôi chùa này, thì ngôi chùa này thầy thành lập được năm 213. Thì lúc thầy về đó là nó là một cái miếng đất trống, chỉ có một cái mô bồ hôm. Cái mô bồ hôm á là để làm cái chánh điện để mà Phật tử có chỗ là cái chỗ nơi nương tựa tu tập. Rồi sau đó đó thì thầy cứ sửa chữa lại thành một cái đạo tràng nhỏ để tu tập vậy đó. Thì tưởng tượng rằng là cái mô bồ hôm đó thì một cái chánh điện nhỏ, thầy trò sớm hôm chuông mõ hành trì tu tập. Nhưng mà thật là không may là năm đầu 2016 thì có một cái cơn quả hoạn nó ập đến bất ngờ. Trong cái quả thì nó sẽ có cái phúc. Thì tất cả các Phật tử khắp nơi là Phật giáo chung mà, nhưng mà khi mà nghe cái một cái ngôi chùa nào đó quả quạng thì mọi người đều hướng về đây. Thì từ đó, đó thì giúp đỡ thầy, thì thầy gom lại thì lúc đó thầy mới xây, chuẩn bị xây một cái ngôi chánh điện mới. Dạ, con xin cảm ơn những lời chân thành của thầy và chúc thầy được Phật sự viên thành, chúng sinh dị độ. Con kính chào thầy. Xin thầy cho con xin biết pháp hiệu của thầy và cảm tưởng của thầy khi đến dự lễ khánh thành của chùa hôm nay ạ. Kính thưa chị Diệu Hòa cùng tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN, thầy là Thích Trúc Đại, trụ trì chùa Giác Sơn tại tiểu bang Maryland. Hôm nay thầy rất là hạnh phúc, rất là vinh hạnh khi có mặt ở New Braunfels này để dự lễ khánh thành chùa Đạo Tâm. Thì các vị biết rằng giữa chúng tôi và thầy Tâm Đạo là cái tình pháp hữu, trên bước đường tu học đã quen nhau rất là nhiều. Và đối với ngôi chùa Đạo Tâm này, từ cái buổi sơ khai cho đến bây giờ, chúng tôi cũng luôn sát cánh với thầy Tâm Đạo. Và rất là hạnh phúc khi trở về trong cái ngày khánh thành, có được một cái ngôi đại hùng bảo điện như thế này. Bởi vì các vị biết rằng khi mà một cái ngôi chùa mọc trên mảnh đất này là một cái nơi nương tựa tâm linh rất là vững chãi cho mọi người. Là cái nơi để mà mình chế tác năng lượng yêu thương và tệ giác. Rồi từ có cái năng lượng yêu thương tệ giác này, mình chuyển hóa cuộc đời của mình, bớt khổ đau để mình sống đời hạnh phúc. Và ngôi chùa cũng là cái nơi để giữ gìn cái văn hóa của dân tộc Việt Nam. Hơn thế nữa là chúng ta có cái nơi để thờ cúng ông bà tổ tiên của mình. Vì vậy một ngôi chùa mọc ở bất cứ nơi nào cũng đều mang đến nhiều cái lợi ích cho nhân sinh. Và đặc biệt đối với người Việt ở tha hương, khi mà chúng ta xa quê hương nhưng mà cái gốc rễ tâm linh, ông bà tổ tiên chúng ta không mất được, thì đây là một cái hạnh phúc rất lớn mà bản thân của chúng tôi là người xuất gia, khi mà có một ngôi chùa để cho quý đồng hương Phật tử cùng về tu học, để cùng nhau bước lên con đường của hạnh phúc, cùng nhau bước lên con đường của bình yên, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
chùa Đầu Tâm. Kính thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể hội chúng đồng đứng dậy chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Vọng niệm tri ân đến các bậc thầy tổ, các bậc thánh tăng, thánh tử đạo, các anh hùng liệt sĩ, các đồng bào chiến sĩ đã hy sinh cho sự tồn vong của dân tộc và đạo pháp. Và đồng thời chúng ta tưởng niệm và cầu nguyện cho tất cả đồng bào vùi thay trong biển cả, ngã gục nơi rừng sau núi thẳm vì lý tưởng tự do, phúc nhập từ bi quán xin được bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử rừng xa, tử rừng xa. Trong niềm hoan hỷ của ngày đại lễ khánh thành, chúng con xin kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường. Kính chúc toàn thể quý đồng hương Phật tử luôn luôn được sống bình an và an lành trong giáo pháp của Phật pháp. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý đại hùng bảo điện này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử xa gần, trong giờ phút hạnh phúc này, cho phép con xin đại diện cho hàng Phật tử tại gia có đôi lời cảm tưởng. Trong niềm hỷ lạc của ngày khánh thành ngôi chánh niệm là trách nhiệm của hàng Phật tử tại gia, chúng con xin phát nguyện luôn hộ trì Tam Bảo, luôn sát cánh bên quý ngài để hộ pháp cho quý ngài. Mong sao Phật pháp được lan tỏa trên khắp nhân gian này, để người người được tắm mình trong ánh sáng Phật pháp. Cuối cùng, chúng con xin đảnh lễ kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, quý ngài mãi là bóng cây đại thọ che chở và dắt dìu chúng con trên bước đường thực tập tâm linh. Kính chúc toàn thể quý đồng hương Phật tử gần xa luôn luôn được khỏe mạnh, sống an vui trong sự che chở của Tam Bảo. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay dùng cho Phật tử đang dâng lời cảm niệm. Và đến đây là đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Đồng Chánh ban đạo từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng chứng minh. Kính bạch chư thượng tọa đại đức tăng ni, phụng tọa trụ trì và quý Phật tử đồng hương tham minh. Xin mạn phép chư tôn đức hồi hướng toàn bộ cái công đức của quý Phật tử lên Tam Bảo chứng minh, và xin gửi đến quý vị bốn câu thơ để ông Bảo Phi Năng lời nói chuyện hôm nay. Đó là: chùa là tổ ấm ta về,
chung tay vun đắp không nề hà chi, công phu công quả hộ trì, đạo tâm hương thịnh phước. Sau khi chư tôn thiền đức, chúng ta sẽ đọc Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thật lớn cùng với chúng tôi để chư tôn đức các bằng khánh thiên là để em xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho đại lễ khánh thành chùa Đạo Tâm sáng hôm nay. Chào chị, lời nói đầu tiên cho Phật tử Tâm Ngọc, kính chào khán giả của đài SBTN. Hôm nay thật là một niềm vui lớn, một cái duyên lành để Tâm Ngọc có cái duyên được đến đây để mừng lễ khánh thành của chùa Đạo Tâm. Một lần nữa, đây là một niềm vui lớn và Tâm Ngọc thay mặt cho Phật tử của chùa Đạo Tâm kính chúc sức khỏe quý vị khán giả của đài SBTN. Dạ, xin cảm ơn chị ạ. Pháp danh của cô là gì ạ? Tôi pháp danh Thân Nguyện. Là cảm tưởng của cô như thế nào trong cái ngày lễ đại khánh thành hôm nay? Và cô đi chùa này bao lâu rồi ạ? Tôi thì đi chùa này từ cái ngày ban sơ, mới mua đất khay chùa thì tôi đã có mặt ở đây để hộ pháp với thầy từ ngày 5 năm nay. Dạ, thì tôi rất là vui khi đến chùa được gặp thầy Phật tử, rất là mừng. 5 năm con rất vui. Tôi pháp danh là Diệu Thuận. Hôm nay là ngày khánh thành chùa Đạo Tâm mà thầy trò chúng tôi đã qua một năm thầy và thầy trò cùng nhau xây dựng nên một ngôi chùa rất là khang trang. Ngày hôm nay Phật tử đi đến chùa, mọi người đều rất là xúc động, rất là vui mừng, hoan hỷ vì đã được đến một ngôi chùa rất là to lớn để Phật tử được có một nơi để về tu học,
một nơi để mà được thầy chỉ giáo cho chúng hàng Phật tử tu học được vui vẻ, an lạc và rất là xúc động ạ. Dạ thưa, tôi pháp danh tôi là Tâm Quả. Dạ thưa, tôi đi chùa này cũng được 3-4 năm rồi ạ. Dạ, ngày hôm nay là ngày khánh thành của chùa. Tôi xin giới thiệu cái chùa này là chùa Đạo Tâm của thầy Tâm Đạo, thầy trụ trì là thầy Tâm Đạo. Tôi xin giới thiệu sơ qua, nếu đi tới cạnh này thì đầm không mông quạnh. Nếu cứ tới cái chỗ đầm không mông quạnh thì quý vị thấy là đó là một cái chỗ quê mùa. Mà cổ nhân mình nói chỗ nào nhà quê nhất là cái chỗ nó là chân thật nhất. Con người rất là chân thật. Và tôi chỉ xin thêm nói là thầy tôi tên là Tâm, pháp hiệu là Tâm Quả, chùa Đạo Tâm. Tất nhiên thầy tôi có cái tâm chân thật. Quý vị vừa theo dõi lễ khánh thành chùa Đạo Tâm tại thành phố Newhall, tiểu bang Texas. Đến đây đã kết thúc. Xin hẹn quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị.